hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Vừa qua, Chùa Ba Vàng đã chung tay cùng Hiệp hội Phụ nữ phường Quang Trung tổ chức chương trình trồng 50.000 cây xanh trên tuyến đường Lượng Xanh, thành phố Uông Bí. Trước đó, được sự chỉ dạy trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh, từ sáng sớm, các Phật tử Chùa Ba Vàng đã vận chuyển hàng nghìn cây phi lao từ bãi xe của Chùa Ba Vàng đến điểm chân núi Xẻ. Mặc dù thời tiết sáng sớm trên núi khá lạnh và buốt, nhưng trên tinh thần lục hòa, mong muốn góp phần phủ xanh thành phố, ai cũng hoan hỉ và cố gắng trong phận sự của mình. Sau đó, đúng 8 giờ sáng, chương trình khai mạc trồng 20.000 cây phi lao và 30.000 cây hoa chiều tím tại tuyến đường Lượng Xanh, thành phố Uông Bí đã được diễn ra với sự tham gia của các lãnh đạo. Tham gia chương trình có ông Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Đức Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra, Thanh tra thành phố. Bà Phạm Thị Hải, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, cùng các vị lãnh đạo phường Quang Trung và nhân dân địa phương, các cư sĩ Phật tử Chùa Ba Vàng. Đánh giá cao tầm quan trọng của việc trồng cây xanh cũng như bảo vệ môi trường sống, sư phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ. Khi mà Thủ tướng Chính phủ kêu gọi phát động cái phong trào trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh, thì Chùa Ba Vàng rất là hoan hỷ và nhiệt tình ủng hộ. Đấy, trong cái chương trình hôm nay, thành phố Uông Bí cũng phát động nhân dân trong thành phố để trồng cây xanh. Với chương trình của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và phường Quang Trung trồng 20.000 cây phi lao, thì Chùa Ba Vàng cũng đã nhiệt tình tham gia ủng hộ, và chùa xin ủng hộ hoàn toàn bộ cái số vốn để mua giống cây 20.000 cây phi lao này để trồng tại chùa. Bên cạnh đó thì chùa cũng sẽ cho nhân lực để phục vụ cho cái việc trồng này. Thì phải nói rằng đây là cái việc làm rất là ý nghĩa. Thì trong cái thời đại về công nghiệp phát triển của chúng ta ngày nay thì môi trường bị hủy hoại rất là nhiều. Các cái do cái môi trường hủy hoại, chúng ta thấy mấy năm trước ấy, cháy rừng Amazon, cháy rừng Australia, nó đã làm cho cả cái bầu khí quyển này bị ô nhiễm hết sức là trầm trọng. Thế cho nên là cái việc bây giờ trồng lại cây để mà cải tạo được cái bầu khí quyển này, thế giới thì có cả cái chương trình chống biến đổi khí hậu đấy, tất cả những đó nó đều thấy được, ý thức được rằng là cái môi trường nó quá quan trọng đối với sự sống của nhân loại. Nếu chúng ta không quan tâm đến môi trường, không có trồng cây xanh, không bảo vệ rừng, thì quả thật là cuộc sống của chúng ta bị đe dọa. Thế cho nên nhận thấy được cái ý nghĩa quan trọng và cái giá trị to lớn ấy, cho nên tăng ni Phật tử Chùa Vàng rất là nhiệt tình, tích cực tham gia các cái chương trình bảo vệ môi trường. Ngay sau lễ khai mạc, sư phụ Thích Trúc Thái Minh, các vị lãnh đạo cùng nhân dân địa phương và các Phật tử đã tiến hành trồng cây tại tuyến đường Lượng Xanh, đoạn từ chân núi xẹt đến cổng đá Chùa Ba Vàng. Ghi nhận sự nỗ lực của Chùa Ba Vàng trong hoạt động trồng 50.000 cây xanh nói riêng, cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương thời gian qua nói chung, thay mặt các lãnh đạo, ông Nguyễn Văn Thành đã có lời chia sẻ. Chúng tôi rất là vui mừng. Đối với đại thành phố thì chúng tôi cũng đã phát động được cái phong trào ngày chủ nhật xanh, thì nhân dân ở các khu dân cư trong toàn thành phố đều triển khai thực hiện các cái chương trình bảo vệ môi trường và trồng cây xanh ở trong những cái dịp này. Chúng tôi cũng rất vui mừng và cũng mong rằng trong cái thời gian tới thì các cái tăng ni Phật tử Chùa Ba Vàng cũng như là nhân dân trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện cái cuộc vận động vì một Việt Nam xanh và cái chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng phát động. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Uông Bí cũng rất hoan nghênh sự phối hợp của Chùa Ba Vàng với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ môi trường. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp của thành phố Uông Bí, từ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đến Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phường, thì đơn vị nào cũng có những công trình trồng cây trồng hoa. Tuy nhiên, đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung thì cũng rất vinh dự là có Chùa Ba Vàng đóng trên địa bàn của phường và được các thầy là giúp sức. Và hôm nay thì tôi cũng rất là vinh dự được về dự lễ phát động trồng 20.000 cây phi lao tại đường vào Chùa Ba Vàng. Đây cũng là một hoạt động hết sức có ý nghĩa của các thầy Chùa Ba Vàng đã tạo điều kiện và trợ sức cùng với địa phương để góp phần cùng với thành phố bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Về cái công tác phối kết hợp mà được Chùa Ba Vàng hỗ trợ về nhân lực này, nhân công này,
về giống cây này để trồng cái con đường này. Chúng tôi thấy là nhà chùa đầu tư rất là lớn và giúp đỡ cho khu, cho phường để trở thành có một cái con đường rất là tuyệt đẹp đi vào trên nhà chùa, thì chúng tôi thấy đánh giá rất cao. Phật tử của chùa Vàng kết hợp với lại tất cả các đại diện của anh em chúng tôi như là hội sinh viên, hội phụ nữ của thành phố Bí hưởng ứng cách nhiệt liệt và tham gia đầy đủ vào trồng cây, gây rừng và đồng thời làm cho cái di tích chùa Vàng ngày càng đẹp. Tôi nghĩ cái chương trình này rất là có ích, mình trồng cây xanh lá phổi cho thành phố và cho nhân loại thì là sẽ bảo vệ được môi trường, có ích cho đời của chúng tôi và những con cháu của chúng tôi và những đời sau. Tôi rất vui mừng, phấn khởi. Là một người Phật tử trẻ, em cảm thấy cái công việc này đã khiến cho các bạn không chỉ là yêu môi trường trong lành hơn mà còn được thực hành cùng nhau đoàn kết và chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ như là người trồng cây, người đào hố. Và đây cũng chính là một cái tinh thần Phật Pháp đúng như lời dạy của Sư Phụ Thích Cho Phải Minh chỉ dạy cho các bạn trẻ cũng như là các cô bác Phật tử là biết yêu thương, từ bi với muôn loài ạ. Khi đã là người đệ tử Phật thì mình thấy mình có ý thức hơn và mình có trách nhiệm hơn với cái môi trường sống xung quanh mình. Mong rằng với sự chung tay của Chư Tăng Ni, Phật tử Chùa Ba Vàng trong việc trồng 50.000 cây xanh sẽ góp phần giúp cho thành phố Uông Bí ngày càng xanh sạch đẹp, đóng góp vào sự phát triển đô thị cũng như sự phát triển du lịch, kinh tế chung của thành phố. Phật tử Chùa Ba Vàng trồng cây vì môi trường xanh sạch đẹp. Yeah!